cho cả nhà quay lấy kênh mình nha. Hôm nay mình ăn Tết mùng 3 nha cả nhà. Ra bà chị Hai ăn Tết mùng 3 nè. Đó. Đây có món thịt heo nướng gà luộc ha. Đó. Thịt kho tàu nè. Cải luộc nè. Học vịt luộc nước mắm. Mẹ hả? Kho tàu chứ. Nhưng mà chủ nhà ta nói vậy đó. Học vịt luộc nước mắm hả? Hấp dẫn cả nhà. Quá ngon luôn. Gắn vịt nướng cho nó nè kìa. Còn đây mình đang nướng con vịt trong đây nha cả nhà. Nướng bằng máy nướng. Vịt nướng là bà chị Hai bà ướp rồi. Chờ nướng thêm nửa con này nữa. Bây giờ mình sẽ cắt cái con vịt nướng này ra cả nhà. Lấy kéo cắt. Chặt nó ra quá. Chặt nó ra. Bà Tây Vàng không làm cái việc như quý vị. Bà Tây Vàng cho bà bốc thuốc. Bốc cái này là hốt cái kia. Bốc cái đó các bạn biết rồi thì biết sao. Em chạy bánh miếng này vậy. Quá nóng rồi. Ai nó xanh rồi phòng cái nóng quá hả? Trên nhà. Chặt luôn chị. Chặt sợ nó văng chú kìa, chú cài đó. Văng cho nó văng luôn. Ấy giờ ý nó văng thiệt rồi. Văng dữ lắm. Dao chỉ lục quá. Đó, 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 đó. Đám chị người ta thì đám chị em. Vịt này chỉ tạo thôi gì. Đó, đó, văng, đó. Hấp dẫn cả nhà. Quá hấp dẫn luôn, cái miếng văng ươm luôn. Thơm phức luôn. Đó. Nửa con vịt mà muốn được hai dĩa coi. Tôi nói không lên chịu. Gì chị nói. Ôi. Quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Nhìn ngon lắm. Này nay mùng 3 cả nhà ơi. Ăn Tết mùng 3 cả nhà. Cả nhà thấy chừng này là hoành tráng chưa? Quá ok luôn. Rồi bà cả nhà nhập tiệc với gia đình mình nha. Tối mà sao chụp ở ngoài lây ra tối ở ngoài vô cái này ba nè hai bữa nay chị hai đứa chàng cho bà luôn bà lên trời hôm nay con về mới xin cảm ơn mẹ nha. Con nó bút cũng ở đây đâu mà này bây giờ hai chị em mình uống một ly này đi đi cháu mày đủ chưa bút cũng đưa đấy. Nương đang lọc ấy nè. Đang lọc thịt dê. Mở bớt dạ chẳng ra được con. Con thì dưỡng với dê. Này bò này ăn đi. Cái bò này lấy bên đó hồi xưa thì con thịt dê. Bà cũng đi đi đâu quý vị. Làm cho nó hoành tráng à. Rồi.
1 2 3 vô. Ủa đi đâu đó rồi? Vô. 2 3 vô. Trời ơi, hôm nay lại say nữa rồi. Đưa cái ly không nó nói giùm. Cái thứ hai là gì? Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha, cả nhà nhấn vào kênh và chia sẻ để mình có gì động lực coi nhiều video mới hơn cả nhà nhé. Thì bởi tiệc hôm nay cũng kết thúc rồi nha. Đây là mùng 3, chúc cả nhà nhiều sức khỏe và làm ăn phát đạt. Bạn Sự Nhi.